Xin chào các bạn trở lại với channel của mình. Và hôm nay bọn mình sẽ dẫn các bạn đi Kitsuki và mặc kimono. Đây là Minh. Minh là người Thái. Sawadika. Xin chào. Xin chào. Sawadee. Bắt đầu thôi. Đến Kitsuki và đây là bản đồ. Ý ở trên này là cái núi lần trước bọn mình đi Kunisaki. Còn ở dưới này là vùng Kitsuki này. Mọi người nhớ là phải lấy một tấm bản đồ. Thế là cái chỗ này có là rất bé thôi. Có mấy bác người Nhật ở kia vừa chỉ cho bọn mình là phải lên xe buýt ở đây nhé. Các bạn nhớ là đi Eki xong phải tìm cái xe buýt ngay quanh đấy và đi lên luôn. Bác ấy bảo là đi bộ thì đi hết 4 cây số cũng không có xe buýt đâu. Cho nên đừng thử thách bản thân nhá. Trong một ngày nắng như này, muốn chụp ảnh này thì phải đi ngày nắng. Một ngày nắng rồi đi bộ 4 cây thì cũng toi luôn rồi. Do you understand? No. I took Vietnamese too. Oh my God. I can understand a bit when you talk about walking. Oh. Xin chào, tôi tên là Minh. Rất vui được gặp bạn. It's rất vui được gặp bạn. Rất vui được gặp bạn. Oh, your pronunciation so good. Yeah. Can you teach me something in Thai? สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ฉันชื่อ Maen. ฉันชื่อ Kitty ค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ รู้จักค่ะ Oh, nice to meet you. Yindi Tikai Ritaka. See, in APU you meet people and then you learn new languages. That's right. What is hot? Nóng quá. Trời ơi. Đây này, các bạn có thấy không? Ở đây ở Nhật nó cứ thấy cái biển to này là khả năng rất cao nó là một cái biển đỗ xe buýt. Yes. No. Oh no. No, không phải. Sao biển nói rõ ràng hơn? Nó là như vậy. Mọi người, đây là cái chỗ mà mình sẽ đi xe buýt. Nhưng mà trước đấy thì ra đây khoảng tầm 2 cây. Có một cái thì mình sẽ đỗ Eki ở đây. Xong rồi mình đi tầm 2 cây. Khi bộ đến 2 cây đến chỗ này thì mình sẽ bắt xe buýt để vào thành phố. Bọn mình đã đến chỗ này rồi. Cái bộ kimono ở đây sẽ khoảng 3 sen. Và nếu mà mặc kimono ở đây thì đi rất nhiều chỗ ở trong Kitsuki sẽ được giảm giá hoặc là miễn phí nếu được cười. Cộng số mình sẽ mặc dễ thương, màu hồng, con gái là elegant. Which one should I choose? Ui, có cái miếng kẹp rèm dễ thương chưa? Yes, let's go. Oh my gosh, it's like so tight. I can barely breathe. But it's cool, it's breezy. It's cute, yeah. Hi, đây là những gì mà các bà cô ở chỗ Makino đã giải thích cho chúng mình. Hi, Dozo. Okay, so we are here. We have to go this way and then. There are 3 sections, and those that are circled, it means it's free if we go there wearing kimono. Thế các bạn phải xem cái tấm bản đồ này ngược như thế này thì nó mới đúng chiều nhá. Okay. Yes. Sanno Residence. Oh, please pay here. Nên mình không phải trả tiền mà kimono. Konnichiwa.このね、kiểu là nét. Đây là nhà cổ của một y sĩ đã được xây từ khoảng 400 năm trước, nên là mọi người có thể thấy rất là nhiều những cái dụng cụ để khám mắt rồi để chữa bệnh các thứ ở đây. Nhà ở của người Nhật thì rất chú trọng vào thiên nhiên, cho nên có thể nhìn thấy ở xung quanh là có vườn tược rất là đẹp. Rồi mình đã chụp được rất là nhiều ảnh. Chúng mình đã đến cái dốc rất là nổi tiếng, rất là biểu tượng của cái chỗ này. Cái dốc này chính là nơi nối hai khu nhà cổ của Samurai, là khu nhà Samurai phía Bắc và Nam. Tưởng tượng đi ở đây mà trượt chân một phát xem lăn xuống không biết hình ra cái dạng gì. Lúc đầu chúng mình định đi ăn đồ Nhật cơ, nhưng mà hai đứa đói quá nên là đã không thể nhìn nhận ra cái biển hiệu là đồ ăn Tây. Cả bán đảo Kunisaki này rất nhiều hải sản, cho nên dù bạn đi hàng món ăn kiểu châu Âu hay là kiểu Nhật thì nó đều có hải sản rất là tuyệt vời. Không thể ăn được, không thể thở được, ăn xong thì nó chật cứng ở đây, nó chít vào, nó kiểu bây giờ chúng mình sẽ đi chụp hình và đi thăm thứ mọi nơi nhé, để cho nó tiêu đi, tiêu cái đồ ăn đi. Bọn mình còn tìm thấy một cái rừng trúc chụp ảnh rất đẹp nữa. Sống ảo đi, sống ảo đi. Vì nghệ thuật. Oh my gosh. Đi khó quá trời. Tsukareta. This one. Nakane Residence. Và còn có một bảo tàng ở phía sau nữa. Những ai mà hứng thú với lịch sử của vùng này thì mọi người hãy đến bảo tàng xem nhé. Đấy, vén một chút lên như thế này, không thì các bạn không thể đi được đâu. Đấy, đi rất chậm rồi, đi chậm nhân đôi ấy. Mọi người có thấy rất nhiều tourist ở đằng sau không? Rất nhiều khách không? Rồi đằng sau bọn mình vừa làm người mẫu bất đắc dĩ. Tại vì trong trời nóng này thì không có ai điên thì hai đứa mình mặc kimono hết. So, có mỗi bọn mình mặc kimono nên là mọi người kiểu nghĩ là bọn mình kiểu sống ở đây xong rồi kiểu xin chụp ảnh tùm lum á. Trong khi một đứa là người Việt, đứa là người Thái. Mặc kimono mà bước lên mấy cái bậc thềm cao ấy thì cực kỳ khó luôn. Bây giờ chỗ bọn mình sẽ uống trà, ăn bánh với Chiêu Mì. Ngửi vào đây đã thơm mùi trà rồi. 夏のねゼリーのアイスとか珍しいでしょ。そうですね。私たちもAPUから。あ、そうなんですか。APUの方が多いですね。やっぱり準備があれだったもんですからこっちにしていただいたんですけど。今回どうするんだろう。大体綺麗に立ちます。はい、そしたら美味しいです。大体40回ぐらいですね。回数は関係ないんですけどね。はい、そんなに長くだらだらやらなくても、手早くやれば。それぐらいで大体綺麗に立ちます。まろやかに立ちますからね。結構力いります。結構いります。素早く、素早く。はい、そしたらもうご自分で立てたのをご自分で飲みますから。はい。70回でトントンしないです。ここトントンしないです。止めたらここでひらがなのもの字を書いてスッと上げます。そうです。またこれ決めます。色が入りますので、そこからきれいに飲み切ってください。ちょっとお湯のリザルからおきれいなワンテナで、ここに配酒を入れてください。お上手ですね。もうやることないじゃないですか。Thầy có giải thích là đến mùa hè thì phòng này sẽ được thay từ cái tấm cửa bình thường thành tấm cửa che chúc như thế này để cho nó gió mát vào. Thế nên là đang trong giai đoạn chỉnh sửa nên bọn mình không thể dùng được. Bây giờ có thể cảm nhận thấy bụng của bọn mình rồi. Bọn mình còn Kitsuki Castle, đâu là Kitsuki nhưng mà thôi không đi nữa tại mệt quá. It's an ancient town. It's ancient town. Most of the shops are like at least 50 years old, and only like old people in here, yeah. So it keeps the atmosphere really original. But well, it also speaks about the problem of having too many old people and like not enough young people to work. Nhưng mà bên cạnh đấy thì nhà cửa ở đây ra những cái nhà cổ thì nó vẫn cổ cổ, nhưng mà còn lại toàn bộ nhà ở dưới trục chính ấy thì toàn sơn đồng bộ màu trắng hết, nên là trông nó vẫn có hơi hướng kiểu hơi bị mới quá so với một cái làng cổ ấy. Nhưng mà để nói cái này là Little Kyoto thì cũng đúng, tại vì là chụp ở đây rất là đẹp. Nếu mà đi vào các cái nhà cổ, đi vào các cái ngõ thì đều chụp được ảnh rất là đẹp, nhưng mà nó không hề đông như ở Kyoto luôn. Kyoto thì chỗ nào cũng có người, không thể chụp ảnh được. Thì nếu mà muốn mặc kimono và mặc cả bộ ấy thì nên đi vào mùa thu hoặc mùa đông để cho nó không bị nóng. Và bọn mình đi vào ngày hôm nay thì nắng đẹp, nhưng mà đi bộ cả đoạn đường cực kỳ là nóng, rất là khốn khổ. Take a camera, take a battery, and take a lot of photos. Enjoy your time here. I feel like you should go from like the morning, so that it's a little bit still not too hot. And then you have to be careful of the bus time because buses are not frequent here because it's just like small town. Usually it ends, the last bus is like 4:18. Yeah. Video đến đây của mình là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Các bạn hãy subscribe vào channel của mình để xem thêm nhiều video nữa nhé. Và nếu mà các bạn thích video này thì hãy like và comment cho mình nhé. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.